Chào mừng các em đến với tiết lịch sử của tuần 11. Đó là bài ôn tập hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ từ năm 1858 đến năm 1945. Trước khi bước vào bài mới, cô có hai câu hỏi để kiểm tra bài cũ của các bạn. Câu hỏi thứ nhất, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại đâu, vào thời gian nào? Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Đúng rồi đó các em. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào lúc 14 giờ ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Cô xin chúc mừng những bạn đã có câu trả lời đúng với câu hỏi thứ nhất. Mời các bạn đến với câu hỏi số 2. Sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 có ý nghĩa như thế nào? Các bạn cũng có 5 giây suy nghĩ. Xin chúc mừng các bạn đã có đáp án giống với đáp án trên màn hình. Đó là khẳng định độc lập dân tộc, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là hai ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Một lần nữa cô xin chúc mừng những bạn có đáp án giống với đáp án của cô trên màn hình. Qua hai câu hỏi của phần kiểm tra bài cũ, cô thấy các bạn về nhà có xem lại bài. Cô xin tuyên dương cả lớp. Ở tiết học lịch sử ngày hôm nay, chúng ta cùng bước qua 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất, trò chơi ai đúng ai sai. Hoạt động thứ hai, trò chơi nhìn hình đoán sự vật. Và hoạt động cuối cùng, trò chơi đố vui lịch sử. Cô mời các bạn cùng đến với nội dung thứ nhất, trò chơi ai đúng ai sai. Ở trò chơi này, chúng ta có 15 câu hỏi. Ứng với mỗi câu hỏi, chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Các bạn sẽ có 5 giây để chọn đáp án đúng cho những câu hỏi này nhé. Mời các bạn cùng bước vào câu hỏi thứ nhất. Hàng năm, chúng ta chọn ngày nào làm ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8? A. Ngày 19 tháng 8. B. Ngày 23 tháng 8. C. Ngày 25 tháng 8 và D. Ngày 28 tháng 8. Hết. Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Cô xin chúc mừng những bạn nào đã chọn đáp án A. Ngày 19 tháng 8 cũng là ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8 của nước ta. Cô mời các bạn cùng bước qua câu hỏi số 2. Thực dân Pháp xâm lược nước ta vào ngày nào? A. Ngày 1 tháng 7 năm 1858. B. Ngày 1 tháng 8 năm 1858. C. Ngày 1 tháng 9 năm 1858. Và D. Ngày 1 tháng 10 năm 1858. Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Cô xin cùng những bạn nào đáp án C. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, thực dân Pháp đã nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược vào nước ta. Cô mời các bạn cùng bước qua câu hỏi số 3. Điều gì diễn ra ở thôn xã khi có chính quyền nhân dân? A. Vụ trộm không xảy ra. B. Những phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan bị bãi bỏ. C. Tịch thu ruộng đất của địa chủ, chia cho nhân dân, xóa bỏ thuế vô lý. D. Tất cả đều đúng. Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Cô xin cùng những bạn nào đã chọn đáp án D. Đó là khi có chính quyền, nhân dân, các vụ trộm cắp đã không xảy ra, những phong tục lạc hậu mê tín dị đoan bị bãi bỏ và tịch thu ruộng đất của địa chủ, chia cho nhân dân, xóa bỏ các loại thuế vô lý.
Cô mời các bạn cùng đến với câu hỏi số 4. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây thuộc phong trào khởi nghĩa hưởng ứng Chiếu Cần Vương? A. Ba Đình ở Thanh Hóa, B. Bãi Sậy ở Hưng Yên, C. Hương Khê ở Hà Tĩnh và D. Tất cả đều đúng hết. Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Cô chúc mừng những bạn đã chọn đáp án D, đó là tất cả đều đúng. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình ở Thanh Hóa, Bãi Sậy ở Hưng Yên, Hương Khê ở Hà Tĩnh là những cuộc khởi nghĩa hưởng ứng theo phong trào Chiếu Cần Vương. Cô mời các bạn đến với câu hỏi số 5. Sự kiện nào sau đây chưa chính xác? A. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. B. Ngày 7 tháng 7 năm 1885, nổ ra cuộc phản công ở Kinh Thành Huế. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Và D. Ngày 12 tháng 9 năm 1930, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bùng nổ. 5 giây suy nghĩ cho các bạn bắt đầu. Cô xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án B. Ngày 7 tháng 7 năm 1885, nổ ra cuộc phản công ở Kinh Thành Huế là chưa chính xác. Cô thấy các bạn đã nắm bài rất là tốt. Đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết đã quyết định nổ súng trước để giành thế chủ động trong cuộc phản công ở Kinh Thành Huế. Mời các bạn đến với câu hỏi số 6. Người chỉ huy cuộc phản công ở Kinh Thành Huế là ai? A. Vua Hàm Nghi, B. Tôn Thất Thuyết, C. Nguyễn Thiện Thuật và D. Phan Đình Phùng. Hết. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Cô xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án B, đó chính là ông Tôn Thất Thuyết. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 7. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập nhằm mục đích gì? A. Tuyên bố tổng khởi nghĩa thành công trong cả nước. B. Tuyên bố sự chấm dứt của triều đại phong kiến nhà Nguyễn. C. Tuyên bố cho cả thế giới biết về quyền độc lập tự do của cả nước ta. D. Tất cả các ý trên. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án C. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập nhằm tuyên bố cho cả thế giới biết về quyền độc lập tự do của cả nước ta. Mời các bạn cùng đến với câu hỏi số 8. Hàng năm nước ta chọn ngày nào làm ngày quốc khánh? A. Ngày 19 tháng 8, B. Ngày 1 tháng 9, C. Ngày 2 tháng 9 và D. Ngày 3 tháng 9. Hết. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Đúng rồi đó các em. Hàng năm nước ta chọn ngày 2 tháng 9 làm ngày quốc khánh. Cô xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án C. Mời các bạn cùng đến với câu hỏi số 9. Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20? A. Tri thức, viên chức, nông dân, nhà buôn. B. Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, tri thức. C. Viên chức, tư sản, trí thức, địa chủ. D. Công nhân, tiểu tư sản, nông dân, nhà buôn. Hết. Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Cô xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án B, đó là những giai cấp tầng lớp mới ra đời trong xã hội chúng ta cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức và trí thức. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 10. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? A. Ngày 5 tháng 6 năm 1911. B. Ngày 6 tháng 5 năm 1911. C. Ngày 15 tháng 6 năm 1911. D. Ngày 16 tháng 5 năm 1911. Hết. Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Cô xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án A.
Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5 tháng 6 năm 1911. Cô mời các bạn cùng đến với câu hỏi số 11. Để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân, Trương Định đã làm gì? A. Quyết định cùng nghĩa quân và nhân dân chống Pháp. B. Tuân lệnh vua đến An Giang để nhận chức lãnh binh. C. Từ quan trở về quê hương. D. Khước từ lệnh vua, tự xưng Bình Tây Đại Nguyên Soái. Cô mời các bạn cùng suy nghĩ trong 5 giây. Cô xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án A. Đó là để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân, Trương Định quyết định cùng nghĩa quân và nhân dân chống Pháp. Tiếp tục với câu hỏi số 12. Nguyễn Trường Tộ đã trình lên vua Tự Đức bản điều trần, trong đó bày tỏ A. Mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới, thuê chuyên gia giúp ta khai thác tài nguyên thiên nhiên. B. Đề nghị không cho nước ngoài vào nước ta làm ăn, buôn bán. C. Mở trường dạy học, đóng tàu, đúc súng. D. Câu A và C đều đúng. Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Bắt đầu. Cô xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án D. Đó là Nguyễn Trường Tộ đã trình lên vua Tự Đức bản điều trần, trong đó bày tỏ mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới, thuê chuyên gia giúp ta khai thác tài nguyên thiên nhiên và mở trường dạy học, đóng tàu, đúc súng. Cô mời các bạn cùng bước sang câu hỏi số 13. Khẩu hiệu nào được nêu ra trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh? A. Đã đảo đế quốc, đã đảo Nam Triều. B. Nhà máy về tay thợ thuyền. C. Ruộng đất về tay dân cày. D. Tất cả đều đúng. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Cô xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án D. Đó là tất cả đều đúng. Cô mời các bạn cùng đến với câu hỏi cuối cùng của trò chơi Ai đúng ai sai. Câu số 14. Hội nghị thành lập đảng được tổ chức vào ngày tháng năm nào ở đâu? A. Ngày 2 tháng 3 năm 1930 ở Hồng Kông. B. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 ở Hồng Kông. C. Ngày 2 tháng 3 năm 1929 ở Sim. D. Ngày 3 tháng 2 năm 1929 ở Sim. Hết. Các bạn suy nghĩ trong 5 giây. Cô xin chúc mừng những bạn đã chọn đáp án là B. Hội nghị thành lập đảng được tổ chức vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 ở Hồng Kông. Cô mời các bạn cùng đến với hoạt động thứ hai, đó là trò chơi nhìn hình đoán sự kiện. Ở trò chơi này, mỗi một lượt các bạn sẽ được xem một hình ảnh. Dựa vào nội dung có trong hình ảnh, các bạn hãy nêu những sự kiện lịch sử hoặc nhân vật lịch sử chúng ta đã được học. Cô mời các bạn cùng đến với bức tranh thứ nhất. Nhìn bức tranh này nhắc em nhớ đến sự kiện lịch sử nào? Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Cô xin chúc mừng những bạn nào đã có đáp án đúng. Nhìn bức tranh này chúng ta nhớ đến sự kiện lịch sử, đó là Trương Định quyết định ở lại cùng nhân dân đánh giặc. Cô mời các bạn cùng bước sang bức hình số 2. Người trong ảnh là ai? Sự kiện lịch sử liên quan là gì? Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Đúng rồi đó các bạn. Người trong ảnh chính là Phan Bội Châu, với sự kiện lịch sử là phong trào Đông Du. Cô xin chúc mừng những bạn đã có đáp án đúng với câu hỏi số 2. Tiếp theo, cô mời các bạn cùng bước sang bức hình số 3. Đây là phong trào đấu tranh chống Pháp. Hãy cho biết đó là phong trào gì? Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Xin chúc mừng những bạn nào đã trả lời đúng. Phong trào đấu tranh chống Pháp trong bức tranh này đó chính là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Cô mời các bạn cùng tiếp tục bước qua bức hình số 4. Nhìn hình cho biết đây là sự kiện gì. Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Đúng rồi đó các em. Nhìn hình này chúng ta nhớ đến sự kiện dân Pháp xâm lược nước ta vào ngày 1 tháng 9 năm 1858. Cô xin chúc mừng những bạn nào đã có đáp án đúng với bức hình trên. Mời các bạn đến với bức hình tiếp theo. Nhìn hình, các bạn hãy cho biết đây là sự kiện gì. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Cô xin chúc mừng những bạn nào đã có đáp án đúng với bức hình trên. Đây là cuộc phản công ở Kinh Thành Huế vào ngày 5 tháng 7 năm 1885. Cô mời các bạn cùng nhìn vào bức hình cuối cùng và cho biết đây là sự kiện gì. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Rất dễ đúng không các em? Nhìn vào hình, chúng ta biết ngay đây là sự kiện Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình. Cô xin chúc mừng những bạn đã có đáp án đúng với đáp án của bức hình cuối cùng. Cô mời các bạn cùng đến với hoạt động cuối cùng, đó là trò chơi đố vui lịch sử. Ở trò chơi này, cô có 3 câu hỏi. Các bạn sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi có trên màn hình. Cô mời các bạn cùng bước vào câu hỏi thứ nhất. Thôi đành đắc tội khi quân, cùng dân ở lại cầm gươm diệt thù, đố viết là ai? Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Cô xin chúc mừng những bạn có đáp án chính là Trương Định. Mời các bạn cùng đến với câu hỏi số 2. Kinh Thành đang giấc ngủ say, bỗng đâu sấm lửa sáng lòng hương giang. Giặc Tây sửng sốt kinh hoàng, đoàn quân phản kích tiến vào Đế Kinh. Đây là sự kiện gì? Các bạn có 5 giây suy nghĩ. À đúng rồi đó các em. Đây chính là sự kiện cuộc phản công ở Kinh Thành Huế của Tôn Thất Thuyết. Cô mời các bạn cùng đến với câu hỏi vui cuối cùng, câu số 3. Tháng nào cách mạng đổ ra, Việt Nam từ đó huy hoàng xưng danh. Các bạn có 5 giây suy nghĩ. Cô xin chúc mừng những bạn có đáp án, đó chính là tháng 8. Tháng 8 chúng ta có sự kiện lịch sử, mạng tháng 8 thành công. Một lần nữa cô xin chúc mừng những bạn có đáp án giống với đáp án của cô ở trên màn hình. Qua 3 trò chơi vừa rồi, chúng ta đã được ôn tập rất nhiều kiến thức phải không các bạn? Cô mời các bạn cùng hệ thống lại các mốc thời gian và các sự kiện lịch sử chúng ta đã học. Chúng ta cùng đến với sự kiện lịch sử đầu tiên. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1858, Pháp nổ tiếng súng đầu tiên sang xâm lược nước ta. Đến nửa cuối thế kỷ 20, phong trào chống Pháp của Trương Định và phong trào Cần Vương bùng nổ. Ngày 5 tháng 7 năm 1885, cuộc phản công ở Kinh Thành Huế của Tôn Thất Thuyết. Đầu thế kỷ 20, phong trào Đông Du của Phan Bội Châu. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, chúng ta có một chuyện quan trọng, đó là Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Năm 1930 đến năm 1931, chúng ta có phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tháng 8 năm 1945, sự kiện lịch sử tiêu biểu, đó chính là Cách mạng tháng 8. Và ngày 2 tháng 9 năm 1945, đây là sự kiện quan trọng của nước Việt Nam chúng ta,
Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Về nhà các bạn nhớ ôn lại các ghi nhớ và xem trước cho cô bài Vượt qua tình thế hiểm nghèo. Cô xin chào tất cả các bạn và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, học tập tốt ở các tiết học tới.